Con kiến bị chà bá mà. Canh gác nên không thể leo được. Xe hai tay đi. Đây xong rồi đẩy nó ra ngoài. Xe đứng chút qua phải chút. Qua phải. Được chưa? Thấy đi, họ nó rớt rồi hả? Trái bà trái tôi là giống nhau, qua phải chứ hả? Qua trái. Rồi xong. Một trái là còn nước, còn nước. Đúng không? Ba cái này dễ không? Đấy, cứ đẩy nó ra chỗ đó đó. Bên bên phải. Trời ơi. Trời ơi. Mở tay từ từ, nghỉ tí đi. Nghỉ tí đi. Lấy dao cứ phướng mấy cái cho anh Đức đi. Chú hả? Còn hai trái nữa. Còn hai trái làm được đi. Ừ, lấy dao chặt qua đi. Trái đi, qua trái chứ, qua trái chứ. Trái là đây nha. Rồi. Chặt làm sao đừng rơi đầu được nè. Họ xuống. Khó không? Để cây được còn gì. Dài trước. Trời, chút xin lỗi. Từ từ. Làm được có hai trái. Không có gì vậy? Không mới. Tiếng làm gì vậy? Xây xây nhiều à. Nước nó kìa.
thấy dao chặt không? Nữa hả? Ba trái rồi đó. Chắc được rồi đó. Thế nên bây giờ rồi hàng khủng luôn rồi. Thôi vô đây. Vô đây chưa? Đây. Có chừng banh lấy điện thoại đây. Trong hình quả này không ơi.
Canh gác nên không thể leo được. Đây thành quả được hai tay hai trái đó. Ngon rồi chưa? Đây là cây dừa sau khi bị hoang tàn, với một đám lâu la toàn là con kiến bị chà bá. Canh gác nên không thể leo được.